Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 4 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý: triển khai nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo quý 4 năm 2023. Hưng Yên sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư đến từ Australia. Nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân trong phòng cháy chữa cháy, biện pháp để đối phó với giặc lửa từ sớm, từ xa. Huyện Văn Lâm còn nhiều nhà trọ 30, không lối thoát hiểm, không thiết bị chữa cháy, không có chứng chỉ phòng cháy chữa cháy. Báo động tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Sáng nay, tại trụ sở tỉnh ủy, ban dân vận tỉnh ủy, cơ quan thường trực ban chỉ đạo tỉnh Hưng Yên về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý 3, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đào Hồng Vận, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Trong quý 3 năm 2023, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả, nhất là ở xã phường thị trấn. Phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực ở cơ sở, triển khai xây dựng mô hình điểm chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp tại 6 xã, phối hợp với các cấp các ngành thực hiện công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4, đường Tân Phúc Võng Phan, đường lên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và các dự án cụm khu công nghiệp. Về thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, toàn tỉnh hiện có gần 2.500 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, qua đó đã tạo động lực mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Qua nghe tham luận của các đại biểu, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy Quách Thị Hương đề nghị các thành viên ban chỉ đạo bám sát luật thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm hạn chế đơn thư khiếu nại ngay từ cơ sở, đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình dân vận khéo trong vận động giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, công tác nắm tình hình nhân dân và tham mưu đề xuất các phương án giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân ở một số nơi còn hạn chế, việc đăng ký xây dựng triển khai các mô hình dân vận khéo của các sở ban ngành chưa nhiều, một số địa phương đơn vị chưa mạnh dạn tiếp cận hoặc đăng ký những công việc mới, việc khó và nhạy cảm như giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường. Tôi đề nghị là ban chỉ đạo triển khai thật tốt nghị quyết ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện dân chủ ở cơ sở trên các loại hình, thực hiện công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực thi chính sách pháp luật trên địa phương. Đối với phong trào thi đua dân vận khéo, tôi đề nghị là ban dân vận tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của các mô hình điển hình dân vận khéo đã và đang thực hiện triển khai trên địa bàn tỉnh, và đặc biệt là phải tổ chức kiểm tra thực hiện phong trào, lựa chọn nội dung cụ thể và phương thức cách làm phù hợp với thực tế ở địa phương đơn vị, làm sao để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, doanh nghiệp trong giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và lĩnh vực khác. Ban Nội chính tỉnh ủy Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023 cho hơn 500 đại biểu của 10 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy: Đặng Ngọc Quỳnh, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy; Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên; Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu các chuyên đề gồm quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, một số kinh nghiệm về phương pháp lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan tham mưu giúp cấp ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp ở cấp huyện và cơ sở, hướng dẫn quy trình xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, một số nội dung về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Qua các buổi tập huấn, giúp cán bộ lãnh đạo các ngành địa phương trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao kiến thức kỹ năng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp để vận dụng hiệu quả hơn trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Sáng nay, Hội đồng nhân dân thị xã Mỹ Hào khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9. Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy: Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào.
Bên cạnh việc thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thị xã bầu, kỳ họp cũng nghe báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Ủy ban Nhân dân thị xã và Hội đồng Nhân dân thị xã từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, đồng thời xem xét một số tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số công trình dự án trên địa bàn thị xã. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến nhấn mạnh, trong thời gian tới, thị xã Mỹ Hào cần tập trung triển khai quyết liệt các chủ trương, giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, tăng cường quản lý, khai thác tốt nguồn thu ngân sách, chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng để nâng cao tiêu chí đô thị Mỹ Hào. Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng phó các ban Hội đồng Nhân dân cấp xã năm 2023. Tới dự có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị tập huấn cho 300 đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã phường thị trấn của huyện Tiên Lữ, Ân Thi và thành phố Hưng Yên với 3 chuyên đề chính, giới thiệu về nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân về quyết định dự toán thu chi phân bổ điều chỉnh và phê duyệt ngân sách địa phương, về kỹ năng tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đợt tập huấn này nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, nhất là việc thực hiện chức năng, quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới, phát triển, niềm tin và sự mong đợi của cử tri. Sáng nay, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với ngài Chris Morley, tham tán thương mại và đầu tư chính phủ Australia tại Việt Nam, đến tìm hiểu tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư trong 3 lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp và thương mại. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam chào mừng ngài Chris Morley đến thăm và làm việc với tỉnh Hưng Yên. Đồng chí giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh, cơ chế chính sách của tỉnh để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hưng Yên là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, đất đai màu mỡ, có nhiều sản vật nông nghiệp ngon như nhãn, vải, bưởi, cây dược liệu. Về lĩnh vực giáo dục, Hưng Yên là tỉnh có truyền thống hiếu học, hiện có gần 30 trường đại học cao đẳng và trung tâm dạy nghề. Đặc biệt trong những năm gần đây, công nghiệp Hưng Yên phát triển nhanh nên nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực là rất lớn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam mong muốn ngài tham tán sẽ quan tâm kết nối các doanh nghiệp nhà đầu tư của Australia đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh Hưng Yên, đặc biệt là các lĩnh vực thế mạnh của Australia về giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, thương mại. Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Chris Morley, tham tán thương mại và đầu tư chính phủ Australia thể hiện sự vui mừng trước những tiềm năng thế mạnh và sự phát triển của tỉnh Hưng Yên. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư của Australia đầu tư vào tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Viện Huyết học Truyền máu Trung ương về công tác đảm bảo an toàn truyền máu trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, toàn tỉnh Hưng Yên tiếp nhận trên 15.000 đơn vị máu. 9 tháng đầu năm 2023, số đơn vị máu được tiếp nhận trên 14.000 đơn vị. Công tác tiếp nhận, phân phối và sử dụng máu và các chế phẩm của máu cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được triển khai tốt. Năm 2022, Trung tâm Máu Quốc gia đã tiếp nhận tại địa bàn tỉnh gần 12.000 đơn vị máu và cung cấp cho các bệnh viện ở tỉnh trên 9.000 đơn vị máu và chế phẩm máu các loại. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Trung tâm tiếp nhận trên 9.700 đơn vị máu và cung cấp cho tỉnh trên 7.000 đơn vị máu. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức, nội dung. Công tác tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện phải đảm bảo chất lượng, an toàn. Đồng chí mong muốn Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong việc đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, đồng thời tiếp tục hỗ trợ tỉnh nguồn máu ổn định cho công tác chữa bệnh. Quý vị thân mến, hôm nay mùng 4 tháng 10 là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh, cũng như các giải pháp để ứng phó với giặc lửa. Thưa quý vị và các bạn, do phát triển mạnh công nghiệp, đô thị, nên trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên rất quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ,
góp phần làm giảm số vụ cháy nổ và thiệt hại về tính mạng, tài sản do cháy nổ gây ra. Hiện toàn tỉnh có hơn 700 tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy. Tại các doanh nghiệp sản xuất đều có tổ phòng cháy chữa cháy cơ sở. Các tổ này thường xuyên được diễn tập để chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các địa phương, đơn vị tại Hưng Yên luôn quan tâm chăm lo, đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, luôn đảm bảo sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý sự cố cháy nổ xảy ra. Mới đây, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nội dung là thi đấu đội hình 100m chữa cháy phối hợp cứu người, di chuyển tài sản trong đám cháy và đội hình chạy tiếp sức 400m chữa cháy cứu người, di chuyển tài sản. Được biết từ đầu năm đến nay tại Hưng Yên xảy ra 10 vụ cháy nổ, giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Thưa quý vị, cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Và khi đã xảy ra cháy thì hậu quả rất khôn lường. Khi biết được nguyên nhân cháy thì đã quá muộn. Vì thế, để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ thì mỗi người dân, mỗi gia đình cũng như cộng đồng cần phải nâng cao nhận thức, ý thức trong công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa. Phóng sự được thực hiện nhân ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng 4 tháng 10. Trong quá trình xây dựng căn nhà mới, anh Châu đi tìm hiểu mua sắm một số thiết bị phòng cháy chữa cháy tại gia đình. Anh được giới thiệu về một số thiết bị như là chuông báo cháy cảm ứng nhiệt, chuông báo khói, quả cầu chữa cháy tự động. Theo anh Châu, mỗi gia đình cần phải nâng cao ý thức cũng như là có giải pháp cụ thể để tự cứu lấy mình trước nguy cơ của giặc lửa. Tự mình phòng nhà chính nên trang bị trong nhà mình thì có bình cứu hỏa này, có thiết bị như là báo động cháy này, trang bị dây thoát hiểm, cái mặt nạ chống độc. Nếu là cháy ở đâu thì chữa cháy, mình không phải trông chờ bất cứ ai cả. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vừa thành lập được trên 700 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trong các khu dân cư, chợ dân sinh, những điểm có nguy cơ cháy nổ cao. Đây là giải pháp đột phá nhằm nâng cao nhận thức cũng như là kỹ năng ứng phó với giặc lửa cho mỗi người dân. Mỗi tổ có từ 7 đến 10 hộ gia đình tham gia. Các thành viên được tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn cháy nổ, về kỹ năng chữa cháy ban đầu và lắp đặt chuông báo động thông báo với nhau khi có cháy xảy ra. Phải có ý thức tự giác, nghĩa là các thiết bị đồ đạc trong nhà thật an toàn, đun nấu và các bình ga và điện đóm là lên không dùng đến là tắt, sập các nguồn điện lại, liên tục kiểm tra các cái vấn đề là sự cố trong nhà mình, hạn chế thấp nhất xảy ra cháy nổ. Ngoài cái việc tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy đối với các hộ tiểu thương trong chợ và đã được cấp chứng chỉ thì xã cũng đã được công an xã tham mưu thành lập 6 cái tổ liên gia đối với toàn bộ các cái hộ tiểu thương có nhà ở kết hợp kinh doanh ở khu vực chợ chính xá để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Có thể thấy nhận thức và ý thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có chuyển biến tích cực. Cơ quan chức năng cũng có giải pháp để giúp cho người dân nâng cao nhận thức kỹ năng để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, vấn đề này cần được duy trì thường xuyên, liên tục và hiệu quả ở mọi lúc, mọi nơi, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy nhà chung cư, trong đó gần nhất là vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, làm 56 người chết. Mặc dù vậy, tại Văn Lâm vẫn tồn tại những nhà cho thuê 3-0, không lối thoát hiểm, không thiết bị chữa cháy, không có chứng chỉ phòng cháy chữa cháy. Tòa nhà 5 tầng cho thuê để ở của một gia đình tại xã Tân Quang có 34 phòng với diện tích từ 18m2 đến 30m2 một phòng. Mặc dù đi vào hoạt động đã 3 năm, nhưng hầu hết các điều kiện về phòng và chữa cháy đều chưa được thực hiện. Không có thiết bị báo cháy, chữa cháy nào, mà chỉ có duy nhất một lối đi rộng khoảng 2m được thiết kế cổng để khóa vào ban đêm. Cả chủ nhà và người trọ đều thấy sự nguy hiểm nếu xảy ra sự cố cháy nổ vào ban đêm. Từ hôm xảy ra vụ cháy là tôi cũng cảm thấy lo lắng, nên tôi cũng có suy nghĩ làm sao để đảm bảo an toàn cho tính mạng con người trong cái khu trọ của gia đình nhà tôi. Có thể mình có gặp những cái vấn đề mà không may như kiểu cháy, mình có chỗ mình thoát hiểm thì nó vẫn cứ tốt hơn mà. Do không được thường xuyên trao dồi kiến thức về phòng cháy, nên cả chủ nhà trọ lẫn người thuê nhà đều chưa nắm chắc về quy trình chữa cháy và biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ. Phòng nhỏ dưới 20m2 nhưng bố trí nấu ăn sinh hoạt khép kín nên rất mất an toàn với các phòng trọ bình dân. Bà Mai Thị Tiền hiện đang trông coi 15 phòng trọ,
nói là đã được tập huấn về phòng cháy chữa cháy, nhưng thực tế lý thuyết cơ bản cũng chưa nắm được. Thay bằng tình huống phát hiện đám cháy, chi hô chữa cháy và báo lực lượng chữa cháy 114 bằng việc khác. Được biết, chỉ riêng lực lượng công an hai xã Tân Quang và thị trấn Như Quỳnh đã xử phạt vi phạm hành chính trên 500 trường hợp vi phạm các quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy đối với dịch vụ cho thuê nhà ở và dịch vụ lưu trú. Tuy nhiên, việc xử phạt chỉ để cho tồn tại. Liên quan đến các cái hệ thống phòng trọ, một là cái đường vào cứu nạn cứu hộ khi xảy ra cháy là còn ngõ nhỏ, và hai nữa là căn nhà nó còn chưa được kiên cố, nguy cơ cũng sẽ có. Nếu những hộ không đủ điều kiện sẽ cho tạm đình chỉ kinh doanh phòng trọ. Ủy ban nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an xã làm tốt công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các hộ nhà trọ chưa đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã. Thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn huyện Văn Lâm hiện có trên 4.000 chủ nhà trọ thuê nhà để ở, thì chỉ riêng thị trấn Như Quỳnh và xã Tân Quang đã có gần 800 hộ đang kinh doanh, là hai địa phương có nhiều hộ cho thuê nhất huyện Văn Lâm. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức khai mạc lớp truyền thông và tập huấn sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông. Tham gia lớp học, các học viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng như cơ chế chấn thương do tai nạn giao thông, cảnh báo an toàn, bảo vệ hiện trường an toàn cho người chăm sóc và nạn nhân, nguyên lý sơ cấp cứu nạn nhân chấn thương và nguyên tắc cấp cứu ban đầu, kiểm soát đường thở và phương pháp vận chuyển nạn nhân an toàn, hồi sinh tim phổi cơ bản và sơ cấp cứu một số chấn thương vùng đầu, mặt, cổ, cột sống, ngực, bụng. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông có kiến thức kỹ năng về sơ cấp cứu để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho người bị tai nạn thương tích, tai nạn giao thông tại hiện trường, qua đó góp phần hạn chế tình trạng tử vong và các hậu quả đáng tiếc khác cho nạn nhân.